はい、皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。皆さん、こんにちは。Xin chào các bạn. Hôm nay thì các bạn thấy trong lớp học của chúng ta có một gương mặt rất là mới đúng không? Đó là mặt người giữa. Và không khí buổi học của chúng ta ngày hôm nay cũng khác như mọi khi. Đó là các bạn không còn mặc đồng phục nữa. Hôm nay chúng ta đổi gió một tí nhá. Ok. Thầy giáo thì vẫn như thế hả nào? Bạn Tú, bạn đang đi tập quân sự nên là bạn Trang sẽ thay bạn Tú một vài buổi. Để thế nào? Đấy, đó, Trang giới thiệu đi. Minasan konnichiwa. Watashi wa Trang desu. よろしくお願いします。あ、チャン、チャンさんの出身はどこですか？あ、ハノイから来ました。ハノイ、出身はハノイですか？はい。はい、いいですね。で、じゃあな、はい、chúng ta bắt đầu luôn nhá. OK. Hôm nay là chúng ta sẽ học buổi số 6, bài số 6. Được chưa? Chẳng hạn như thế này, bình thường mình sẽ có những câu hỏi như sau. Hôm qua em làm gì? Hôm qua em làm gì? Hôm qua em xem phim. Xem phim à? Đúng không? Không thì em có hay đọc sách không? Em có. Có à? Em đọc sách gì? Em đọc sách tiếng Nhật ạ. Tiếng Nhật đúng không? Đọc sách tiếng Nhật. Nên là em có hút thuốc không? Ô, em không. Không hút thuốc à? Đấy, nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ là nội dung như vậy đúng không? Hỏi em đọc sách không? Em có uống bia không? Em có ăn gì không đúng không? Tôi sẽ ăn hay tôi sẽ uống gì đó. Được chưa? Đọc sách này. Được chưa? Đây là nội dung của chúng ta được đấy, khoảng 5 phần như thế này. Dễ. Rất là dễ. Chúng ta bước ngay vào phần đầu tiên nhá. Ok. Mẫu câu đầu tiên của chúng ta đây. Đấy. Có một danh từ nào đó, xong chúng ta sẽ dùng một trợ từ. Trong này sẽ là trợ gì đây nhỉ? Trợ từ gì đây nhỉ? Ố. Đúng không? Đọc bình thường như ô này. Ố. Như chữ ô bình thường nhỉ? Đấy. Và động từ đằng sau là vemas. Masta. Tức là đấy. Học chia động từ rồi đúng không? Ra ngoài trước đúng không? Chia động từ rồi. Đấy. Thì danh từ nào đó, ví dụ trong câu này nhỉ? Tôi ăn cơm chẳng hạn đúng không? Thì tôi thì không có chủ ngữ, không có chủ ngữ. Bây giờ chúng ta xem. Ăn cơm. Thì ăn là động từ đúng không? Thì ăn ở đây. Đây là ăn ở đây. Ăn. Đấy. Thì còn danh từ này sẽ là? Cơm đúng không nào? Cơm. Được chưa? Đấy. Rồi. Ok. Chẳng hạn như đây. Các bạn để ý xem. Trang vào. Hôm ô yomimasu. Hôm ô yomimasu. Danh từ sẽ là cuốn sách đúng không? Nên trợ từ ô trong động từ yomimasu. Đọc sách. Được chưa nào? Đấy. Tiếp theo này, đơn giản thôi. Chúng ta sẽ hỏi đúng không? Hỏi làm gì đúng không nào? Ăn gì, uống gì, đọc gì? Thì chúng ta sẽ nani ở đây. Nani sẽ là gì? Được chưa? Nani o. Nani o. Nani nani. Được chưa nào? Hay. Thúy này. Nani o shimasu ka? Nani o tabemasu ka? Nani o nomimasu ka? Được chưa? Nani o shimasu ka? Ví dụ chúng ta sẽ thêm một trạng từ chỉ thời gian. Ngày mai anh sẽ làm gì thì nói câu này. Ngày mai là gì? Ngày mai asta nani o shimasu ka? Đúng rồi, asta nani o shimasu ka? Cuối tuần anh sẽ làm gì? Shimatsu nani o shimasu ka? Shimatsu nani o shimasu ka? Được chưa nào? Hay. Bây giờ chúng ta chia về gì nhỉ? Quá khứ nhỉ? Quá khứ masu ka? Quá khứ là gì nhỉ? Shimasta. Masta ka đúng không? Thì chúng ta sẽ hỏi hôm qua anh đã làm gì? Kino nani wa nani o shimashita ka? Kino nani o shimashita ka? Được chưa? Hai. Ya nani o tabemasu ka? Tatto hiru gohan nani o tabemasu ka? Hiru gohan là gì? Ăn cơm trưa. Cơm trưa đúng không? Cơm trưa anh sẽ ăn gì đúng không nào? Được chưa? Hay là tối nay anh sẽ ăn gì nữa nhỉ? こんばんは。何を食べますか? đúng rồi. こんばんは。何を食べますか? じゃあ、はい。何を飲みますか? Chúng ta vào một cửa hàng ăn uống chẳng hạn đúng không? Anh uống gì? Nói nào nhỉ? Đấy. 何を飲みますか? Đúng rồi. 何を飲みますか? 何を飲みますか? Được chưa? Dễ không? Dễ đúng không? Hay. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Ví dụ này. Ví dụ có rất là nhiều. Đê bưng là ví dụ đúng không? Đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần đọc này, nhanh như thế. Đầu tiên, cả lớp đọc xe nó. Gohan o tabemasu. Gohan o tabemasu. Bây giờ chúng ta sẽ đọc nguyên với động từ tabemasu, ăn. Tabemasu. Được không? Được rồi, thầy sẽ đọc ví dụ danh từ và các em sẽ đọc nhé. Thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Ăn cơm sáng nào. Asa gohan o tabemasu. Xe nó. Asa gohan o tabemasu. Ăn bánh mì. Pan o tabemasu. Rồi, pan o tabemasu. Tiếp theo, ăn trứng. Tamago o tabemasu. Ăn thịt.
Niku o tabemasu. Ăn rau. Yasai o tabemasu. Yasai. Yasai. Ra rồi. Ya. Ya. Yasai o tabemasu. Yasai o tabemasu. Ăn hoa quả. Kuramono. Kuramono o tabemasu. Hito. Hito o tabemasu. Chúng ta sẽ ăn được bất cứ cái gì đúng không nào? Đúng không? Ăn bất cứ gì cho nhét rồi được. Được chưa? Ok. Tiếp theo. Đây là ăn gì đây? Trang thử đọc này. Inu niku o tabemasu. Inu niku. Inu là con gì con biết không? Inu là con chó. Chó. Được chưa? Thịt chó. Inu niku là thịt chó. Được chưa? Inu niku o tabemasu. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Đây à? Thúy đọc à? Tomodachi to soccer o shimasu. Tôi vựng cho là sắc ca là gì đây? Đá, bóng đá. Đá đúng không? Chơi cả chỗ này chơi bóng đá. Cùng bạn bè. Cùng bạn bè đúng không? Với bạn bè tố là bạn và cùng và với đúng là. Hay, đọc tiếp theo. Nhung nào? Kino Nihongo o benkyou shimashita. Con này dễ rồi đúng không? Kino Nihongo o benkyou shimashita. Thế nào? Hay, ví dụ tiếp theo này. Được rồi, bây giờ hai người sẽ đọc. Một người hỏi question answer trả lời đúng không? Thúy hỏi Trang à? Trang san, nani o yomimasu ka? Nihongo no hon o yomimasu. Được chưa nào? Tiếp. Đây, có rất là nhiều đấy. Tiếp theo, Trang với Nhung à? Em ạ nhá. Trang san, kyo no ban nani o shimashita ka? Bạn Nhung đọc sai. Đọc là gì nhỉ? Kino đúng không nào? Kino no ban. Đọc là kyo. Kyo no ban. Kino. Đọc lại nào. Kino no ban nani o shimashita ka? Eiga o mimashita. Sore kara nihongo o benkyou shimashita. Sore kara là gì nhỉ? Sau đó. Sau đó đúng không? Con này cả con này dịch như nào Trang? Nhung dịch này nào? Hôm qua, tối ngày hôm qua thì bạn đã làm gì đấy? Tôi đã xem phim và sau đó thì tôi học tiếng Nhật ạ. Hai người cứ nói chuyện nhau rồi. Chị đúng không? Chị. Tại vì tạm đây là tạm lịch sự rồi. Vâng. Shimashita đúng không? Chúng ta sẽ dịch chị em cho nó tình cảm đúng không? Đúng quá chị làm gì ấy? Đúng quá chị làm gì đấy? Chị đã xem phim rồi sau đấy chị học tiếng Nhật. Xem phim rồi chị học tiếng Nhật đúng không? Ok. Hai tiếp theo. Số 7 này. Ai nhỉ? Nhung với Thúy nào? Nhung san. Ashita nani o shimasu ka? Nihongo o benkyou shimasu. Sore kara biru o nomimasu. Tức là ở đây có thể là party o shimasu. Party. Party là gì nhỉ? Bữa tiệc ạ. Tiệc đúng không? Tôi học tiếng Nhật xong thì tôi đi gì nhỉ? Tôi tổ chức tiệc. Đúng không? Hay ở đây là gì đấy? Tôi đi uống bia. Học xong thì ăn thịt chó cũng được, đúng không? Rồi, tiếp theo này. 8. Rồi, Trang với Thúy này. Chị hỏi nhá. Thúy sao? Hay. Kesa nani o tabemashita ka? Kesa pan to tamago o tabemashita. Con này dễ rồi, hai người dịch kìa. Trang. Sáng nay em đã ăn gì? Sáng nay em đã ăn trứng và bánh mì. Bánh mì trứng. Pan to tamago. Chắc chắn là bánh mì trứng, nếu mà là anh từ riêng thì chúng ta có thể bỏ trợ từ tố này đi được. Đúng không? Pan tamago. Hay là tamago pan này đấy. Tamago pan. Đây là bánh mì trứng. Được chưa? Ai, tiếp theo. Này, cô số 9 này. Này người ấy. Đó, Trang với Nhung đi. Nhung san. Hey. Kesa nani o shimashita ka? Kesa 6 giờ ni okimashita. Sore kara Nihongo no mori e kimashita. Tức là gì ạ? Đến này là tôi đã đến rồi đúng không? Thì hai người đang nói chuyện là Nihongo no mori đúng không? Thế nào? Sáng nay em làm gì thế? Sáng nay à? Em dậy lúc 6 giờ, sau đó thì em đến Nihongo no mori. Nihongo no mori là công ty nhớ chưa? Công ty. Mori là rừng. Đấy nhỉ? Nhiều Dũng Mori nhớ chưa? Nhiều bạn comment là ông Dũng rừng. Con còn thế nào ông Dũng rừng. Đấy, được chưa nhỉ? Đấy, chết này vẫn còn đấy. Mời nào. Nào, Nhung với Thúy nào. Thúy hỏi Nhung. Tabaco. Tabaco bình thường người ta sẽ viết chữ cứng này nhé. Kể cả chúng ta viết chữ mềm được. Tabaco. Được chưa?
cái nào cũng được. Liu sang, tabaco o suimasu ka? Hay suimasu. Nhưng mua thuốc. Tiếp theo, Trang Nhung à? Nhung sang. Nhung sang, saka o suimasu ka? Iie, saka o suimasen. Iie, saka o suimasen. Được chưa nào? Hay. Vẫn còn. Tiếp. Nhung Thúy nào? Kino no ban, shukudai o shimashita ka? Iie, shukudai o shimasen deshita. Đúng rồi, shimasen deshita, đúng không? Phủ định, hôm qua, phủ định đúng không? Không làm gì đó, đúng không? Làm bài, không làm bài tập. Không làm bài tập, bài tập về nhà, không? Shukudai. Shukudai, shukudai. Tiếp, Nhung Mì Thúy. Nhung Hải Thúy đi. Không phải Nhung, Trang Thúy Trang Thúy. Thúy sang. Doyobi, Nihongo o benkyou shimasu ka? Iie, benkyou shimasen. Kanozo to hotel e ikimasu. Con này hiểu không? Nào, cho em một tí gì ạ? Thứ bảy, em có học tiếng Nhật không? Không, em không học. Em đi đi khách sạn. Hotel. Đi khách sạn với bạn gái. Bạn gái. Nhưng mà đây là bạn trai. Bạn trai sẽ là gì ạ? Kareshi. Kareshi. Cá. Cá đây là anh ấy nhá. Thế nhưng Kareshi là bạn trai. Đấy là Kareshi. Kareshi to hotel e ikimasu. Si. Iいいです ね. Si. Yes. Có bạn trai rồi đúng không? Thôi cứ đi hotel. Hai, ok. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Được chưa? Đó, phủ định của nó. Được chưa? Phủ định chúng ta đọc là Nani mo shimasen. Nani mo shimasen. Ở đây có động từ vemasen đúng không? Chúng ta có thể đọc là shimasen là không làm gì cả. Nani mo shimasen. Không ăn gì cả thì là gì? Nani mo tabemasen. Đúng rồi, nani mo tabemasen. Không uống gì cả. Nani mo nomimasen. Đúng rồi, nani mo nomimasen. Tiếp theo, không học gì. Nani mo benkyou shimasen. Nani mo benkyou shimasen. Như thế nào? Đây có các ví dụ như thế này. Hôm qua em làm gì? À, ngày mai chị sẽ làm gì? Hai người nói đi. Đó, Nhung với Trang này. Nhung với Trang. Trang sang. Asta nani o shimasu ka? Nani mo shimasen. Nani mo shimasen. Chứ không làm gì đúng không? Không làm gì như tiếng Việt đấy không? Chúng ta sẽ hội lại những câu như đơn giản như này về cái nào. Tiếp này. Dạ. Nào, chú ý với Nhung này. Nhung sang. Hay. Ototoi nani o shimashita ka? Nani mo shimasen shita. Deshita. Nani o shimasen deshita. Nani mo shimasen deshita. Nani mo shimasen deshita. Nani mo shimasen deshita. Được chưa? Đấy là đúng không? Hay. Hay. Tiếp theo nha. Nào. Nhung Trang. Trang sang. Hay. Nani o tabemasu ka? Tabemasu gì? Tabemasu ta ka. Tabemasu ta. Ta ka. Kesa là sáng nay đúng không? Kesa. Nani. Kesa nani o tabemasu ta ka? Nani mo tabemasen deshita. Đúng không? Chị Trang gì cả? Đến ngày nào? Chị Trang, sáng nay chị có ăn gì không? Chị chả ăn gì cả. Chị chả ăn gì cả, đúng không? Nghe tiếng Việt thì chị chả ăn gì cả. Không còn thấy chị chả ăn gì cả. Thế nào? Đấy, tiếp. Hai người nào? Trang sang, nani o yomimasu ka? Nani mo yomimasen. Ví dụ hai người đang Trang đang làm cái gì đó đúng không? Thế thế nào? Hay là đang cầm ghế điện thoại Facebook này đúng không? Cái gậy này đúng không? Đọc gì đây? 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 Chả đọc gì cả. Nani mo yomimasen. Được chưa? Hai, ok. Số 3 này nhé. Doko de nani nani o masu ka? Masu đúng không? Đây là gì, làm gì đó ở đâu đúng không? Masu ở đây, masu ka thế nào? Mình đang hỏi mà đúng không? Được chưa? Làm gì đó ở đâu? Tức là gì? Những cái mẫu câu vừa nãy chúng ta học rồi, bây giờ chúng ta chỉ thêm một cái doko de. Đế là ở, làm gì đó ở đâu? Được chưa nào? Đấy, địa điểm là nó đúng không? Ví dụ Zumori là một trung tâm học tiếng Nhật đúng không? Vâng. Em học tiếng Nhật ở Zumori. Thì nói nhỉ nhỉ? Zumori de Nihongo o benkyou shimasu. Được chưa? Benkyou shimasu. Được chưa nhỉ? Hay, tùy vào tình huống đúng không? Ví dụ chúng ta, ngày xưa chúng ta học đấy rồi thì một ai đó hỏi đúng không? Tiếng Nhật đâu thì chúng ta sẽ phải chia về dạng quá khứ. Quá khứ đúng không? Zumori de Nihongo o benkyou shimasu. Được chưa?
Ngoài ra chúng ta học tiếng Anh ở đâu thì chúng ta cũng phải nói với bạn bè đúng không? Hay là trưa nay, trưa hôm qua chúng ta ăn cơm ở đâu đó đúng không? Ăn cơm nhà hàng nào đó. Được chưa? Đấy, ví dụ này. Đấy, dụng mùi lì đế thì hồng gố bình kiểu shimasu. Được chưa? Tiếp câu số 2 này, dụng mùi lì đế. Em đã gặp mà anh Nghĩa ở Nihongo no Mori. À, Nihongo no Mori de Nghĩa sang ni aimasu. Nghĩa sang ni aimasu. Aimasu hoặc aimasta. Đã gặp thì sẽ là aimasta, đúng không? Đây con này. Nihongo no Mori de Nghĩa sang ni aimasta. Chưa nào? Rồi, hai người sẽ cài qua hội thoại này cho thấy nhá. Nhung với Trang này, Nhung hỏi này. Ở đây chúng ta có một danh từ ở đâu đây? Hải sồm. Hải sồm là một con bia đúng không nào? Nhưng mà ăn ở đây chúng ta dùng từ nomi mát được. Được chưa? Đây là nomu này. Nomi masita. Thế nào? Được không? Ăn thì uống được đúng không? Này. Đây nhưng mà đây là tabemasa cá đúng không? Ăn cơm trưa ở đâu? Ăn là hải sồm. Đây là uống à? Hải sồm thì nói hải sồm thì nói bia đúng không nào? Trang hỏi đi nào. Nhung trả lời. À, Nhung sao? Hey. Doko de bango hang o tabemashita ka? Ờ, hải sồm de tabemashita. Ừ, hải sồm de tabemashita. Cái từ riêng đi chứ. Nói là người ta hiểu sẽ hiểu ngay đúng không? Ok chưa? Ok. 2 6. Được rồi, vẫn còn này. Đi theo. Trang với Thúy nào. Thúy sang. Hai. Kino no ban doko de nemashita ka? ホテルで寝ました。イエーイ。ホテルで。ホテルで。イエーイ。はい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 。
Doko de kono toke o kaimashita ka? France de kaimashita. France de kaimashita. Đấy nha. Hoặc là sau này chúng ta sẽ nói cái danh từ này, tất cả những danh từ này. Chúng ta sẽ cho lên đầu câu cũng được. Nó cho lên đầu câu và chúng ta sẽ dùng trận từ quá này. Đấy nha. Là danh từ, đi đền cả cụm này luôn. Đổi cố thành hóa nữa. Kono toke o ạ. Cái đồng hồ này. Được chưa? Chúng ta muốn nhấn mạnh cái đồng hồ này trước, lên trước đúng không? Kono toke o ạ. Doko de kaimashita ka? Đấy chưa? Hay chúng ta nhìn thấy một cái bức ảnh đây đúng không? Kono sase wa doko de torimashita ka? Nó sẽ cũng rất là rất tự nhiên, đấy chưa? Hiểu không? Hiểu mấy người, mọi người hiểu cái này không? Này các bạn hiểu cái này không? Có đúng không? Ví dụ sase đây chúng ta thêm chữ kono sase ở bức ảnh này đúng không? Bức ảnh này chụp ở đâu đây? Đúng không? Trang nói lại con này xem. Hai người kêu lại con này đi. Trang với Thúy nè. Thúy sang. Kono sase wa doko de torimashita ka? Nihon de torimashita. Đấy, rất tự nhiên được kìa. Tiếp theo, anh này, Trang với Nhung này. Đâu nhỉ? Đấy, cô dưới ạ. Cô dưới này đúng không? Nhung rằng, Kono toke wa doko de kaimashita ka? France de kaimashita. Đấy đúng không? Dịch lại câu này đi, Trang. Cái đồng hồ này em mua ở đâu vậy? Em mua ở Pháp đấy. Tiếng Việt rất là tự nhiên đúng không? Cái đồng hồ này em mua ở đâu vậy? Em mua ở Pháp. Được chưa? Hai nhìn con nhiều vẫn còn này nào tiếp tục luyện tập đi Trang Nhung Trang Sang Trang Thúy được ok doko de tabako o suimasu ka lobby de suimasu lobby lobby là gì nhỉ hành lang không phải à. Lobby là sảnh sảnh cho sảnh đợi á khách sạn đúng không sẽ có một cái sảnh chờ đấy nhé nhá hành lang là lô cả nhá trong ký từ vựng nghĩa là thầy đã dạy rất là kỹ rồi các bạn không được nhầm thế nhá ok tiếp theo đó có số 10 Trang rằng doko de saka o mimasta ka
Meeting ne mimasta. Meeting ne mimasta. Yeah. Yep. Nhung san. Hey, doko de kanozo ni aimashita ka? Hanoi de aimashita. Hanoi de aimashita. Được chưa? Cô là dịch lại em. Chị gặp người yêu chị ở đâu đấy? Ở Hà Nội. Cano rồi. Cô ấy. Chị đã gặp cô ấy ở đâu đấy? Ở Hà Nội đấy. Đã gặp cô ấy ở Hà Nội. Chân dài nếu mà có Tú thì sẽ kêu hoa được cái phần này. Đây không có Tú. Được chưa? Đúng đấy. Cano rồi. Ni aimashita ka? Này nhấn mạnh cho một tí này, khi mà hai người gặp nhau có hẹn này nhớ chưa, đây là lý bình thường mọi người gặp nhau một cách tự nhiên đúng không, tự nhiên gặp. Còn khi mà chúng ta dùng trợ từ to ở đây đúng không, hanozo to aimashita, tức là gì nhỉ, cuộc hẹn này đã được lên lịch hai người gặp. Kyo wa chan san to koen de aimasu, kyo wa koen de chan san to aimasu, hôm nay em sẽ gặp chan, thầy sẽ gặp chan ở công viên, được chưa nào. Hay. Hay, ok, vậy là chúng ta xong sang phần 3, xong phần 3 rồi, chúng ta chuyển sang phần 4 nhá. Phần 4 là rủ dê, được nhá. Là rủ dê ai đó. Ai rủ dê? Isho ni nani nani shimasen ka? À, được chưa nào? Các bạn, isho ni. Isho ni. Isho. Isho ni. Isho ni. Isho ni. Ở đây không có trường âm nhớ chưa? Isho. Isho. Isho ni. Isho ni. Isho ni shimasen ka? Isho ni shimasen ka? Isho ni tabemasen ka? Isho ni tabemasen ka? Isho ni nomimasen ka? Isho ni nomimasen ka? Chắc là phần đáp án nhá. Isho ni nomimasen ka? Isho ni nomimasen ka? Isho ni benkyou shimasen ka? Isho ni benkyou shimasen ka? Isho ni yomimasen ka? Isho ni yomimasen ka? Isho ni mimasen ka? Isho ni mimasen ka? Isho ni ikimasen ka? Isho ni ikimasen ka? Isho ni kaerimasen ka? Isho ni kaerimasen ka? Kaerimasen ka? Kaerimasen ka? Nào cùng về không? Về về cùng anh không? Kiểu như khi mà về cùng anh không thì isho ni kaerimasen ka? Được chưa? Isho ni này nó dịch có này cùng với anh, cùng với em thì ra dịch nó sẽ hay hơn đúng không? Đúng không? Ăn ăn với anh không? Trưa nay ăn với anh không? Đúng không? Đúng không? Hiru isho ni tabemasen ka? Đúng không? Chúng ta ăn với anh không? Nó sẽ ai hơn đúng không? Ok. Với mình, với anh thì đây. Với anh, với em đây. Được không? Đi khách sạn với anh không? Đúng không? Hotel e isho ni ikimasen ka? Được chưa? Đây là gì nhỉ? Khi mà chúng ta trả lời nhé. Trả lời này. Khi mà trả lời sẽ là e. Y desu ne. Có nhiều cách trả lời được nhá. E y desu ne. Tí nữa, sau phần 4 này chúng ta sẽ học một phần 5 đúng không? Là một cách trả lời khác. Cũng là đồng ý. À, tí nữa chúng ta sẽ học. Còn bây giờ nếu mà trả lời bình thường chúng ta có thể dùng câu này cũng được. Bạn đọc e e e e e e いいですね いいですね được không nhỉ? Được đấy. Được chưa? Đọc lại e いいですね e いいですね. Khi mà phủ định đúng không? Xin lỗi thì chúng ta sẽ người ta sẽ dùng cách nói giảm, nói tránh này đi, đúng không? Người ta sẽ không nói không. Dạ, ikimasen. Không đi. Nhưng ta sẽ nói là sumimasen chotto. Sumimasen chotto. Nào, đọc lại. Sumimasen chotto. Sumimasen chotto. Ok, chotto. Chotto. Nào, chotto. Chotto. Ok. Nào, hai người thử rủ nhau đi xem nào. Rủ ăn cơm trưa này. Xong đồng ý nè. Trang rủ Thúy nè. Thúy sang. Isho ni hiru gohan e o tabemasen ka? Ê, いいですね. Ê, いいですね. Được chưa? Trang, chú ý bạn này. Trang sang, isho ni nomimasen ka? Ê, いいですね. À, được chưa? Isho ni nomimasen ka? Ê, いいですね. Được chưa? Nhung hỏi Trang này, cùng xem nó xong cái Trang từ chỗ. Xem phim được. Isho ni. Isho ni, ega. Ega. Ega, ô. Yomimasen ka? Mimasen ka? Sumimasen, chotto. Sumimasen, chotto. Được chưa? Hai bên sao? Isho ni benkyou shimasen ka? Hai. Ii desu ne. Được chưa? Hai, ok. Ví dụ này. Hai, rủ nhau đi ăn cơm trưa nữa. Isho ni hiru gohan o tabemasen ka? Trang đọc lại câu này. Isho ni hiru gohan o tabemasen ka? Hai người trả lời được không? Ê, いいですね. Đó, tiếp theo.
Thí dụ hai người đi xong hai người từ chối. Issoni terebi o mimasen ka? Sumimasen, chotto. Ok, Nhung hỏi tiếp hai người kia. Hai người đồng ý. Issoni saka o shimasen ka? Ee, ii desu ne. Nào, phủ định nhá. Trang hỏi. Issoni nemasen ka? Sumimasen, chotto. Câu này rất là quan trọng này, thấy chưa? Nếu mà dụ bạn trai đi ngủ sẽ nói câu này. Nè nè, isoni nemasen ka? Ok. Và chắc chắn anh ta sẽ đồng ý rồi. Từ chối quên. Ok. Chỉ đang ngủ thôi mà. Thật bình nguy hiểm chứ ngủ, đúng không? Thật bình nguy hiểm chứ ngủ bình thường thì nào. Hay, vẫn còn này. Nào, Trang hỏi Thúy đi. Isoni supa e ikimasen ka? Ii desu ne, đúng không? Tiếp. Trang Nhung. Isoni kohi o nomimasen ka? Sumimasen, chotto. Câu này dịch như nào? Cùng đi uống cà phê cùng. Cùng đi uống cà phê với chị nhé. Cái câu này bỏ chữ cùng đi, nghe nó không hay. Đi uống cà phê với chị nhé. Ừ đấy, nghe tiếng Việt chuẩn đúng không? Đi cà phê với chị. Nói lại tiếng Việt đi. Đi uống cà phê với chị nhé. Xin lỗi nhưng mà em có việc rồi. Xin lỗi nhưng mà hôm nay đúng không? Kiểu ạ, thì nếu mà hôm nay chúng ta có thể thấy kiểu ạ chút tổ. Xin hãy xem kiểu ạ chút tổ. Không thể kiểu ạ chút tổ nhé. Ok. Đấy, đúng câu hôm nay em hay. Ok, câu số 5 này nhé. Ngoài cái cách trả lời là y desu ne, thì chúng ta sẽ có một cách trả lời khác đúng không? Cùng làm gì đó thôi, đi thôi. Đúng không? Xem thôi, uống thôi. Ngủ thôi. Thế nào? Ok, đây này. Hai, Trang thế nào? Iso ni biru o nomimasen ka? Nomimasho. Nomimasho. Hoặc là thay để mà hay được, không có gì cả. Hay, nomimasho. Nomimasho. Được chưa? Vâng, uống thôi. Được chưa? Đi uống thôi. Được chưa? Tiếp. Iso ni Tokyo e ikimasen ka? Ikimasho. Ikimasho. Ikimashou. Đó là ikimashou. 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 Nomimashou. 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 Tabemashou. 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 Benkyou shimashou. Benkyou shimashou. Hajimemashou. Hajimemashou. Cái này học trong phần nào dạy ạ? Đúng rồi nhỉ? Phần đầu tiên đúng không? Thầy dạy đúng không? Hajimemashou đúng không? Owarimashou này đúng không? Điều ạ, hajimemashou đúng không? Điều ạ, owarimashou đúng không? Đấy chính là masou đấy. Yuka dạy rồi đúng không? Thầy cũng dạy qua rồi đúng không? Nhớ không? Ôi, cái phần này coi như là để tập lại đúng không? Hay. Ở đây có một câu này. Tsukaremashita ne. Tsukaremashita ne na metsu ni. Metsu ni. Thôi. Nghỉ thôi. Isho ni yasumimashou. Được chưa? Hay, cảm ơn đọc ạ. Tsukaremashita ne. 疲れましたね。一緒に休みましょう。一緒に休みましょう。休みましょう。休みましょう。休みましょう。オッケー。はい。では、次。一緒に勉強しましょう。はい、一緒に勉強しましょう。はい、じゃあ。聞きましょう。聞きましょうですね。聞きましたんでね。音楽を聞きましょうとかですね。いいな。 はい、 はい、出たよ。始めましょう。始めましょう。あと、ほい、どうも。ゲトがでいいな。終わりましょう。終わりましょう。あ、終わりましょう。あ、なんかでいいかもやわ。あ、かわいい。あ、もういっぱいんじゃ。あ、5分。うん、何分言うのか。このデータで。あ、めちゃくちゃ。先生、ありがとうございました。はい、皆さん。
皆さん、ありがとうございました。またね。またね。チャンさん、週末何をしますか？チャンさん、週末何をしますか？ トゥイさん、昨日何をしましたか？ トゥイさん、昨日何をしましたか？ 昨日日本語を勉強しました。 昨日日本語を勉強しました。 何をしましたか？ 何をしましたか？ どこで晩ご飯を食べましたか？ どこで晩ご飯を食べましたか？ どこで写真を撮りましたか？ どこで写真を撮りましたか？ Trong bài này thì các bạn lưu ý cho mình phát âm của chữ xị. Xị, chú ý cho mình là cái này nó là sờ nặng chứ không phải là sờ nhẹ các bạn nhé. Watashi wa, watashi wa hay là shashin. Shashin, nhớ là kể cả khi nó đứng một mình hay là nó ghép, nó là âm ghép với cả các chữ như là ya, yu, yo thì các bạn cũng cố gắng phát âm nó hơi nặng một chút. Không phải là shashin, không phải là shashin o torimashita ka, mà nó sẽ là shashin o torimashita ka. Hay là một số dạng quá khứ của động từ shimasu cũng vậy các bạn ạ. Ví dụ chúng ta hỏi là hôm qua bạn đã làm gì? Kino nani o shimashita ka? Các bạn có thể thấy là trong này nó có hai shi liền, đúng không ạ? Một cái là shimashita. Thế nên các bạn cũng không được quên là chúng ta phải phát âm bằng sờ nặng chứ không phải là sờ nhẹ. Rất nhiều bạn thường phát âm là Kino nani o shimashita ka? Cái này hoàn toàn sai các bạn nhé. Nó phải là Kino nani o shimashita ka? Hay là khi chúng ta có những từ mà nó có âm ghép, ví dụ như là isshō ni. Isshō ni, cái này các bạn rất là hay nhầm. Các bạn thường đọc là isshō ni, isshō ni. Không phải các bạn nhé, nó là isshō ni, isshō ni. Phát âm của nó là sờ nặng, đúng không ạ? Và cuối cùng thì các bạn lưu ý cho mình những từ mà khi nó có âm ngắt. Ví dụ như là saka. Saka là gì nhỉ? Saka là bóng đá, đúng không ạ? Chúng ta đọc bình thường thôi. Saka. Ví dụ bạn có chơi bóng đá không? Saka o shimasu ka? Saka o shimasu ka? Chứ không phải là chúng ta đọc nó hơi bị nặng là saka o shimasu ka? Saka o shimasu ka? Cái này sai các bạn nhé. Saka o shimasu ka? Saka o shimasu ka? Hay là từ cá. Từ cá là hỏi khi chúng ta đặt câu hỏi ở cuối câu thì nhiều bạn thường phát âm là nani o shimasu ka? Nani o shimasu ka? Cái này hoàn toàn sai các bạn nhé. Mà đơn giản thôi, chúng ta đọc nó nhẹ đi một chút. Nani o shimasu ka? Nani o shimasu ka? Chứ không phải nani o shimasu ka? Cái này hoàn toàn sai các bạn nhé.